cho anh nhỉ? Vâng, có 2, 3, 4, 5 người trong đấy chứ. Vâng. Em có thể đâu? Đấy, chúng ta một cái này. Ờ, phải chúng ta một cái này. Có những cái gì đó khác nữa. Thank you.
lên nè, lên lên kia nè, lên ở đây nè. Thank you.
cho cô em ạ. Vừa lúc nãy anh có thấy đau không? Không. Đau về đấy nhỉ? Anh đi được lâu rồi. Chờ mẹ nữa nhá, kia chờ mẹ nữa, ăn cơm nữa nhỉ, có cơm nữa, chờ mẹ đã nhá. Ồ, cái kẹo chất nhỉ, à, có kẹo, có kẹo nhá, có kẹo chất nhá. Wow, dài dài như này, wow, bao bóc cho ăn nhỉ. Nè, ăn kẹo đi. Rồi ăn kẹo đi, chờ mẹ nhá. Đây, ăn này đã. Rồi, đi bóc ở đây nhá. Đây, ăn ngon ngon nhá. Đó kia. Cái này nữa thì nữa ăn hết cái này đã nhá, bóc cho nhá kia. Đặt đây nhá. Đẹp đấy. Vâng, cảm ơn. Em đẹp quá, em vào đây ngồi đi. Vâng. Nó để quần áo ở trên kia rồi. Hai trẻ anh cũng được quả nhé. Được quả đi. Vâng. Bây giờ nhá. Okay.
cơm này hay là ăn cơm này? Ăn cơm này. Cơm hạt đấy. Cơm hạt đấy nữa. Được rồi, để em ăn. Em để làm gỏi nhỉ em. Vâng. Anh em. Để làm gì? Ngon lắm. Ngon lắm à? Em có ăn nhiều vào nhá. Bò. Đây là có cháu bò này các bạn. Quả này em ngon không? Ngon lắm em ạ. Ăn nhiều mới bổ.
đèn đó. Vặn bên này ra là nó thắng đấy em ạ. À. Ừ, càng vặn ra nó càng thắng nhưng mà hết cỡ rồi em ạ. Chuyển qua anh ạ. Vâng. Cái này là giảm này là nó lại giảm ít nên nó lại thắng ít rồi. Nó thắng rồi. Vậy. Anh lấy để trên này nhé. Có hai lớp anh nhở? Vâng, có hai lớp.
cái nền để cho nó sáng nhỉ. Vâng. Anh đã từng đưa con gái đi chơi như vậy chưa? Chưa. Chưa. Vâng. Vậy em có phải người đầu tiên của anh không? Có. Ngủ ngon nhé. Vâng. Anh chúc em ngủ ngon nhé. Vâng, anh ngủ trước đây. Ủa em khoan đi. Khoan được hả? Vâng. Bye bye. Bye em nhé. Vâng. Hai mẹ con ngủ ngon nhé. Vâng, anh cũng đi ngồi đây. Rồi quá nhỉ. Rồi. À,
em ạ. Hết được rồi em ạ. Đẹp quá. Wow. Đẹp thế. Ayu, chinh chinh thế. Luôn. Em bé tình xem nào, tình em nào. Thì anh mua cho em nhé. Anh ngại quá. Bỏ giá thêm bao nhiêu tiền anh mua cho nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đẹp đẹp đẹp. Em đẹp thế không? Đẹp thế em. Xinh thế nhỉ. Em mặc bộ này và xinh lắm. Cảm ơn nhé. Không có gì đâu. Này tóc đẹp thế em ạ. Nó sửa vào xem. Đẹp lắm em ạ. Được rồi đấy. Đẹp lắm rồi đấy. Rồi. Đâu? Đi.
Đây là cái bông bên á. Bông cá xe à? Dạ. Anh đem bông bên á. Dạ. Em mới cửa. Vâng, em mới cửa. Thế để anh hỏi em cửa thịt nhé. Vâng, đợi anh ạ. Thịt vừa nãy anh mua chứ? Vâng, thịt vừa nãy anh mua. À, vâng, anh đi rửa đi. Vâng. Em bé xe đi. Em bé lái xe mà mình đi. Xe xe đi. Nhìn này nhé, à dễ. Đây. À. Em bé lấy đi cất đi. Xong rồi em ạ. Anh à, đi rửa. Vâng, anh đi rửa đi. Em đi ở trận đâu đấy? Em hai ở trong này. À, bắt được em ạ.
Anh xào thì xong chưa? Xong rồi em ạ. Chờ xem anh nó có ngon không. Anh đang... Vâng. Ngon không? Dưa này ngon lắm đấy mày. Mát nữa chứ. Nắng nóng như này ăn nó mát lắm. Nắng nóng như này ăn chưa là phần tay nữa. Quá lắm. Không ạ. Em để ăn đi. Em đi xem thì chứ. Mama. Má. Đúng rồi em ạ. Vâng. Anh để ra đi xong là xong ít măng chua nữa được anh ạ. Vâng. Măng không thôi em ạ. Măng không này á? Vâng. Em một ít để xăm ăn nhé. Vâng. Măng này chắc sầu phải ngon lắm đấy nhỉ? Vâng. Nhìn ngon lắm.
khác đi rửa tay em. Đấy nhá chị. À nha. Ở xuống nào, tay nào. Nhì. Ba. À tay. Đâu. À tay. Ba. Mẹ lấy cho mẹ ăn nhá, chưa? Ôi, ngon thế. Má. Ngon không? Ừ. Em bé cầm thịt ăn đi. Cầm. Ăn đi. Ngon nhá, chưa? Dạ. Ngon đi. Em bé ăn giỏi thế nhỉ? Ừ. Cần thì ăn nào. Để cho em ăn một miếng. Anh biết sơ thôi mà. Ngon rồi. Để cho quả này nhé nó. Quả này không chín to lắm đấy. Quả này hơi chua chua. Ừ, chua ngọt đấy. Đúng rồi. Ăn đi anh, ăn ăn thử xem ngon không. Vâng. Cảm ơn ạ. Bye con. Cẩn thận nhá. Vâng. Vâng. Cẩn thận nhá. À.
ơi. Để em phụ anh mang đồ nè. Em làm sắp xong rồi anh ạ. Em làm sắp xong rồi. Ôi, anh mua cái gì đây? Anh mua cái bồn rửa tay. À, bồn để mình rửa tay rửa bát gì đấy anh. Vâng. Ôi, anh mua về làm gì? Dùng như thế cũng được mà. Anh mua về để em được dùng ấy, không mưa ấy. Xong là em cứ xài đi xài về nhưng mà không mưa. Vâng, đồ nhiều quá, em hỏi anh nhiều nhá. Có gì đâu. Em đây, đây, đây. Chú nào? Chị cha về, ơ, chú như này à?
con lông chuột nè. Chèo đấy nhỉ. À, ông chú mua cái mới là ăn chèo cơ. Ông chú mua cái mới là ăn chèo cơ. À, à. Nhớ không? Nhớ chú không? Ừ, rửa tay, rửa tay. À, rồi đi về, đi vào nhà anh. Bác. Nhà. Vâng. Chân tay xuống vào nhà nè, chân tay xuống vào nhà nè. Vâng. Ôi, cái này em à, sắp xong rồi đấy. Vâng, em sắp xong rồi anh ạ. Em cố gắng làm cái xong cho đừng đông nữa anh. Anh để cái này ở đây nhá. À. Này chắc không sắp xong rồi. Vâng. Ôi em làm mà em giỏi quá, em làm nào như này. Em không biết làm nữa, em cứ làm cứ chung thôi ạ. À. Để anh hộ em luôn nhá. Anh làm được uống nước này. Cái này chắc luôn hả? Rồi nhưng mà anh uống nước anh đi. Không, anh làm luôn. Anh ngồi em lấy cho anh uống nào. Anh làm luôn được mà. Uống nước đây. Anh làm luôn được. Em đi chuyển sai này đấy. Không sao đâu. Thế mà anh chẳng đi cả ngày à? Không, anh đi thôi mà. Anh uống một miếng nước này. Dạ. Em cho anh uống luôn. Thôi ồ, thật quá. Ok. Được, anh nhé. Vâng. Em để ăn nước không? Dạ. Ăn nhé. Cái này cả sáng nay em dậy làm rồi. Vâng. Ừ. Em giỏi quá ha. Tại vì em cũng biết làm. Em cũng là minh tinh thôi ạ. Mà em giỏi như thế này thì... Em mệt không? Cũng không mệt lắm thôi anh ạ. Đấy. Thì, em một mình làm là chịu thương hơn á. Vâng. Em làm quen rồi cũng được rồi ạ. Đấy. Anh cũng ra một hơi nhiều đây đấy. Ừ. Em thế này. Làm một hơi nhiều lắm. Còn mình sẽ có cái này. Thương để cái chàn ấy. Vâng. Ừ. Thì thương nhau chứ. Hôm nay em lại làm cái này. Vâng. Được rồi em ạ. Cái đây. Ừ. Rồi, không được rồi em. Cô anh làm đẹp quá nhỉ. Làm nhanh hơn em nhiều đấy. Máy đâu em ạ? Tắt cửa của em ạ. Vâng. Cái này. Dạ. Vừa qua anh về ấy, anh xem cái này thì chắc là từ đây sang đây ấy, là anh mua cái cồn rửa bát ấy, về là anh đặt vào đây luôn, em xem thế nào. Anh thấy thích hợp để đây ạ? À? Vâng, để đây không còn mình rửa tay xong là mình nấu ăn đây luôn. Được ạ, em thử xem được không? Anh thử luôn nhé. Vâng. Này, có thêm cái lon ra này. Đẹp quá anh ạ. Em thích lắm luôn á. Đẹp thế. Em chưa bao giờ mơ ước rằng là sẽ có một cái bồn rửa bát như này anh ạ. Thì nữa anh có sẽ có lắp cái vô ở đây xong rồi mình rửa bát trong này nhé, xong rồi mình sẽ đặt bát vô ở đây. Vâng. Ừ. Bên này cũng rửa bát nữa. Anh ạ, mình quay sang bên kia đi nhỉ. Cái vô đây bên ta ở đây mình làm như thế này thôi. Vâng. Để đây còn tiện mình nấu ăn xong mình còn làm được thức ăn ở đây nhé. Vâng. Rất tiện luôn. Ơ em về thích không? Một có cái mới này. Đây mới mới nhá. Đây. Rửa bát ở trong này nhá. Hello anh ạ, như thế nào? Hello. Mình mới thế. À. Thế để đẹp không? Để anh làm luôn nhé. Đẹp không? Đẹp. Anh làm luôn nhá. Xin không? Vâng, anh làm luôn đi. Em cảm ơn nhé. Còn gì đâu? Một bắp. Này bắp đây. Bắp chạm đấy. Dạ. Vâng. À, chạm đi này chứ. Đây đây. À, xin mẹ nè. Xin mẹ nè. Hai tay đâu? Hai tay. Mẹ. Mẹ. Yêu một cái. Ăn kẹo. Dạ. Ngon ngon.
Ngon không? Ngon, ngon, ăn đi. Anh không ăn đấy, mẹ đi giúp chú nhá, chị ăn. À chị ăn. Làm cho nó bằng nó mới lên đấy nhở? Vâng. Phải làm nó bằng đấy. Ngay rồi. Nó ngon không? À. Ăn đi, ăn hết luôn đi. Để anh đo cái này xuống dưới xem làm như thế nào. Anh lấy cái thế này được không? Ừ, chắc cũng được. Anh đo như này nhé, để lấy cái này, mặt cái này xong rồi. Đấy, phải. À, okay. Anh đo xong rồi. Em hộ anh cái này. Cái này cũng được, anh cảm ơn. Em mà cứ... là tầm độ 2 cái nha, 3 cái nha. Okay.
hả nhỉ? Cao thế mộng bên này đấy nhỉ? Được, anh làm cho cái này thì tiện lợi rồi. Anh thích không? Để em đi lấy gạch thay nhé. Xong chưa? Sắp xong rồi em ạ. Cái này nếu mà cho em làm thì em không biết làm đâu anh ạ. Ừ, cái này đơn giản mà em. Vâng. Cái này lắp xong rồi em sẵn nước ở đây. À vâng. Em thích không? Đó. Ừ. Em thấy em cứ lấy nước ở bên kia suốt đây. Cái này tiện lắm anh ạ. Lắp cái này tiện lắm. Anh mua cái này về xong rồi. Hôm nào em rửa bát thì cô rửa trong này thôi. Vâng. Anh lắp bên này đi để nó tiện sang hai bên này.
Nên rất là nhiều thế. Tí nữa được dùng luôn thôi. Tắt được dùng luôn. Vâng. Cái này có cần dùng cái gì bạn không? Không, không cần. Chờ nó em xả thì xả bên này, bên này. Tiện lắm đấy nhỉ? Thì sao mà? Cái trẻ đấy, cái trẻ này. Không, đẹp quá nhỉ? Chắc là có bao nhiêu nước? Được rồi. Chắc được không? Thì nữa anh sửa mình thêm nước vào nó vào được không? Xong rồi em ạ, anh đang xem cái vòi này. Đẹp quá anh ạ. Thích lắm. Anh thích à? Vâng. Bây giờ anh làm cho em, bây giờ không cần phải đi lấy nhé. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Không đi. Cảm ơn anh nhé. Nó đi ra. Anh mời em mà. Anh còn đang sửa nước. Vâng. Anh còn đang Thank you.
Cái này là xả đây ạ. Cái này là xả. Vâng, cho vào cho lập thêm. Nhìn đẹp lắm, ngon lắm. Vâng. Quả gì đấy? Đây là quả dưa vàng em ạ. Dưa vàng à? Ừ. Thế ăn thế nhỉ? Ngọt lắm. Ăn ngọt lắm à? Vâng. Thế em mà có cho mình ăn đấy. Được mà. Lấy ra quả luôn nhỉ? Ừ, lấy đi rửa anh nhỉ? Dạ. Anh hộ em. Dạ. Cho anh hộ em được. Em sẽ bóc cái máy. Cho anh hộ em. Dưa đỏ đấy em ạ. Ừ. Vàng này ra vàng thôi. Vâng. Được đây. Cái này em sẽ được ăn bao giờ luôn đấy. Em lấy thích không? Ăn bao giờ. Ngon nào. Wow. Thích thích nào. Wow. Ngon quá nhỉ. Ngon. Ăn xong chúng ta ăn nhé. À. Đây. À, giỏi quá nhỉ. Ăn đi.
Ngon nhỉ. Cái này nhìn ngon đấy nhỉ. Ừ. Cái này ngon lắm em ạ. Chứ đợi ăn bao giờ luôn đấy. Em thử một miếng. Vâng, ok. Ừ. Anh bỏ ra. Ngon không? Ừ. Ngon à? Ngon lắm. À, ăn em đi. Vâng. Tóc người anh ăn. Mẹ ăn ngon ngon thế nào? Ngon 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 này thế nào? Vâng, chín rồi anh ạ. Đây, canh đây. Vâng. Ừ. Chặt quả, cắt được cái đĩa quả ra ngoài đi anh nhỉ. Ừ. Cái đĩa quả đây nhỉ. Hello, hello nè, hello nè. Hello, hello, như này nè. Ngon ngon gì? Ngon ngon nhé. Ừ, tối nay ăn cà xé nha nhé. Vâng. Nhìn nào ngon hết đấy. Vâng. Thơm lắm đấy. Nhìn ngon lắm. Em để cầm nhá. Làm cho cả cơm cho con ăn nhỉ. Anh à, bớt tỏi giúp em đây là em cầm cái tờ đây đi. Yeah. Anh không ăn đâu. Em cầm đi. Anh ăn này. Em ăn đi. Em cầm này. Anh ăn đi. Em cứ cầm này. Vâng. Anh làm đây nhé. Anh ăn đi. Thì anh ăn miếng nào. Ờ, cho anh ăn miếng nào. Anh ăn này. Anh sẽ to một tí đi. Anh sẽ không đi nhé. Em ăn thằng này. Anh ăn miếng ăn miếng chung nhé. Em cảm ơn nhé. Rồi đây mình ăn cà phê ạ. Ăn đi. Anh ăn không? Cho anh nhỉ. Ôi, cảm ơn cả nhà đây. Ăn thịt trước đây. Cho lắm nhé. Ngon đấy. Cảm ơn. Cảm ơn. Ngon đấy nhỉ. Ăn nhé. Để chúng ăn bỏ đi. Em để tôi biết khỏi đấy. Ăn nhé. Ngon lắm nhỉ. Wow, em bé giỏi thế. Em bé ăn giỏi thật thế nhỉ. Vâng, dạ. Ừ, ăn đi. Em bé bắt của mẹ cho em bé ăn một miếng. Ngon ngon nhỉ. Em bắt cho em nhé. Thịt gà nhà em ngon thật đấy. Vâng, em biết. Vâng. Ngon thật. Rồi. Rồi.
Dạ. Ừ. Em giỏi thế. Vâng, em cảm ơn ạ, chúc anh ngủ ngon nhé.